Kính chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa thứ hai, ngày 23 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn. Chương trình Thời sự trưa nay có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, dịch COVID-19 trên toàn thế giới đang diễn biến vô cùng phức tạp khi đã lan tới 188 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 320.000 ca mắc, số tử vong đã vượt qua 13.600 người, trong đó châu Âu đang là điểm nóng của dịch, khi số ca mắc tăng chóng mặt từng ngày. Tại Italia, số ca mắc đã vượt qua 53.000 người, nhiều thứ hai thế giới. Vị trí thứ ba là Tây Ban Nha với hơn 28.000 ca mắc, thứ tư là Mỹ hơn 27.000 trường hợp. Tại Việt Nam, một tuần trở lại đây, số ca mắc mới cũng liên tục tăng. Riêng ngày hôm qua 22 tháng 3, có thêm 19 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 113 trường hợp, chưa có trường hợp nào tử vong. Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện cả nước đang cách ly theo dõi sức khỏe hơn 52.000 người. Còn tại tỉnh Bắc Kạn, theo Sở Y tế, hiện có hơn 80 trường hợp giám sát theo dõi sức khỏe tại cơ sở y tế, tại nhà. 19 mẫu bệnh phẩm của tỉnh xét nghiệm đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Tỉnh đang tiếp tục gửi 5 mẫu bệnh phẩm về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm. Mấy năm gần đây, công ty cổ phần nông sản Bắc Kạn ký hợp đồng với nhiều người dân huyện Bắc Nạm để trồng nghệ theo hình thức bao tiêu sản phẩm. Tuy nhiên, do một số khó khăn vướng mắc, công ty còn nợ một số tiền thu mua nghệ của bà con trong hai năm 2018-2019. Được biết, trong năm 2018-2019, công ty cổ phần nông sản Bắc Kạn đã thu mua gần 400 tấn nghệ của người dân tại huyện Bắc Nạm. Tuy nhiên, do người dân chưa chấp hành đúng cam kết về canh tác so với hợp đồng như còn sử dụng bao bẩn, bao đựng thức ăn chăn nuôi, đựng phân hóa học, thậm chí có hộ còn thu hoạch cả nghệ dại. Chính vì vậy, số hàng mà công ty thu mua tại huyện Bắc Nạm khi xuất khẩu ra nước ngoài đã bị trả lại. Đến nay, công ty còn nợ hơn 1 tỷ đồng tiền nghệ của người dân huyện Bắc Nạm. Năm nay, công ty cổ phần nông sản Bắc Cạn đã ký kết hợp đồng chặt chẽ với người dân theo tổ hợp tác, trong đó yêu cầu người dân chăm sóc theo đúng cam kết và không sử dụng chất hóa học, đảm bảo chất lượng theo hợp đồng. Công ty thu mua với giá 3.000 đồng 1 kg theo như cam kết ngay từ đầu vụ. Dự kiến vụ này, công ty cổ phần nông sản Bắc Cạn sẽ thu mua khoảng hơn 500 tấn nghệ tại huyện Bắc Nạm với hình thức mua tới đâu, thanh toán tới đó. Theo công ty cổ phần nông sản Bắc Cạn, số tiền mà đơn vị này còn nợ người dân Bắc Nạm trong năm 2018-2019 sẽ thanh toán hết cho người dân trong năm 2020 này. Từ đầu năm đến nay, doanh số cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn của Ngân hàng Chính sách Xã hội Bắc Cạn đạt hơn 35 tỷ đồng. Đối tượng được tiếp cận vốn vay là những hộ gia đình, bao gồm cả hộ gia đình làm kinh tế trang trại theo quy định của Bộ Luật Dân sự, không thuộc diện hộ nghèo, thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn trong những lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Đến nay, đã có gần 800 khách hàng trên địa bàn tỉnh được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi này. Nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã góp phần thúc đẩy hoạt động giao thương, kinh doanh dịch vụ tại những vùng khó khăn, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tại các vùng này phát triển. Đến nay, tổng dư nợ của chương trình cho vay này trên địa bàn tỉnh đã đạt gần 580 tỷ đồng, với gần 14.000 lượt hộ gia đình được vay vốn. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế đạt 73%. Đây là kết quả khảo sát mới nhất của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Bắc Cạn. Một số ngành có lượng lao động được đào tạo tăng lên tại thành phố Bắc Cạn là kỹ thuật cơ khí, điện dân dụng, điện công nghiệp, may mặc, chăn nuôi thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật. Đa số lao động được đào tạo từ các cơ sở giáo dục dạy nghề tại địa phương. Thành phố Bắc Cạn có số lượng người trong độ tuổi lao động lớn nhưng chất lượng chưa cao. Vì vậy, để số lao động được đào tạo tăng lên trong thời gian tới, thành phố Bắc Cạn đang tích cực điều tra khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động, phối hợp với các cơ sở dạy nghề, tổ chức đào tạo sát với thực tiễn. Được biết, từ năm 2017 đến nay, tại thành phố Bắc Cạn có khoảng 500 lao động được tạo việc làm hàng năm. Thưa quý vị khán giả, trước đây cơ cấu lao động nông nghiệp trong tổng lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn chiếm đa số. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, lao động nông thôn đang có xu hướng chuyển dịch sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ. Thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch lao động đáp ứng yêu cầu của thị trường đang là vấn đề đặt ra ở các địa phương. Phản ánh của phóng viên thời sự tại huyện Bạch Thông. Công ty Vinacom đóng trên địa bàn xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông đi vào sản xuất từ năm 2018.
Sản phẩm chính của đơn vị là đũa xuất khẩu. Ban đầu công ty tuyển dụng 20 lao động địa phương để làm việc. Đến nay, số lao động tại xã Cẩm Giàng đang làm việc trong công ty lên tới 60 người. Công việc không quá vất vả nặng nhọc, lại chủ động được thời gian, có thu nhập ổn định, nên những công nhân làm việc tại xưởng đũa đều gắn bó với công việc. Trong cái quá trình lên trên này thì đầu tư xây dựng thì cũng mong muốn là tạo được những cái công ăn việc làm cho dân địa phương, đặc biệt là trong cái huyện Bạch Thông nơi mà chúng tôi đặt cái cơ sở nhà máy. Đấy thì đến hiện tại bây giờ thì chúng tôi cũng đã tạo được khoảng độ tầm 60 nhân công lao động cho dân địa phương. Đấy thì cái mục tiêu thì cũng mong muốn cái thời gian tới thì chúng tôi cũng mong muốn là cũng tạo thêm được khoảng độ tầm 40 đến 50 nhân công lao động cho nhà máy trong cái năm 2020 này nữa. Theo lãnh đạo một số địa phương trên địa bàn huyện Bạch Thông, những năm gần đây, xu hướng chuyển dịch lao động làm nông nghiệp sang phi nông nghiệp diễn ra khá nhanh. Đa số lao động đều làm việc tại khu công nghiệp ngoài tỉnh, xuất khẩu lao động hoặc làm tại các công ty, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở địa phương. Yếu tố dẫn đến chuyển dịch cơ cấu lao động chủ yếu do thu nhập từ sản phẩm nông nghiệp bấp bênh. Trong khi đó, lao động chuyển sang làm việc trong lĩnh vực phi nông nghiệp sẽ được hưởng thêm chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội và các lợi ích khác. Cái năm vừa rồi thì chúng tôi cũng đã triển khai, tức là ở hai cái đơn vị cũ ấy thì cũng đã triển khai là một số cái lớp đào tạo để mà một số là đi xuất khẩu lao động, hai nữa là cho một số cái doanh nghiệp đến trong nước ấy, đến liên hệ với lại địa phương để mà đưa đi đào tạo và lao động tại các cái công ty doanh nghiệp. Còn tiến tới thì chúng tôi cũng tiếp tục là đào tạo là về cái trong nhân dân ấy, là một là về cái xuất khẩu lao động theo đúng chính ngạch. Chúng tôi cũng có hướng là chỉ là mời những cái doanh nghiệp ở trong địa bàn tỉnh Bắc Cạn thông qua phòng lao động cũng như là sở lao động xã hội thì có thể là đáp ứng được nhu cầu trong tỉnh cũng như là tạo điều kiện cho bà con là đi vào các cái cơ sở, các cái doanh nghiệp ở trên địa bàn, ví dụ như là cái xưởng gỗ bóc hoặc là nhà máy gạch tinh nên công nghệ cao. Rất nhiều hộ đã từ cái chuyển nghề nghiệp, chuyển đổi cái nghề nghiệp ấy, thì đến nay là các cái hộ đó đã nhìn thấy từng bước phát triển. Và lúc đầu ấy thì gia đình còn rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn, tuy nhiên thì sau khi đi xuất khẩu về cũng như là đi lao động trong nước về là đã có cái điều kiện để xây dựng nhà cửa khang trang hơn. Những năm gần đây, huyện Bạch Thông giải quyết việc làm cho khoảng 800 đến 1.000 lao động một năm. Có được kết quả này là do huyện đã thực hiện tốt các giải pháp đào tạo lao động theo nhu cầu thực tiễn có vai trò quan trọng. Để tiếp tục đáp ứng xu hướng chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ, huyện Bạch Thông đang tích cực điều tra nhu cầu của lao động trên địa bàn, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo. Địa phương này cũng khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đào tạo lao động nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu cho thị trường lao động. Thành đoàn Bắc Cạn vừa tổ chức ra quân làm 60 mét đường giao thông tại tổ 4 phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Cạn. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Cạn lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài việc hỗ trợ trên 15 triệu đồng mua vật liệu xây dựng tuyến đường, hơn 50 đoàn viên thanh niên cùng nhân dân tổ 4 phường Xuất Hóa đã cùng nhau tạo mặt bằng, vận chuyển nguyên vật liệu, đổ bê tông toàn bộ tuyến đường. Tuyến đường dân sinh có chiều dài 60m, rộng 2,2m. Công trình hoàn thành nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, đi lại của người dân trong tổ thuận tiện hơn, cũng như góp phần đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường tại khu dân cư. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh. Ngay sau đây là phần tin trong nước và quốc tế của chương trình thời sự trưa nay.